Cô xin chào các em, cô rất vui được gặp lại các em trong tiết toán hôm nay. Trong những năm tháng tuổi thơ, chắc hẳn các em đã từng được nghe bài hát tập đếm. Trong bài hát này có những số, 1 với 1 là 2, 2 thêm 2 là 4, 4 với 1 là 5, 5 với 5 là 10. Vậy, 5 cộng 5 bằng 10, còn các phép cộng nào có tổng là 10 nữa? Cô và các em cùng tìm hiểu qua bài Phép cộng có tổng bằng 10. Trong tiết toán này sẽ có 3 hoạt động. Hoạt động 1, tái hiện bảng cộng có tổng bằng 10. Hoạt động 2, luyện tập. Hoạt động 3, hoạt động nối tiếp. Bây giờ, chúng ta cùng bước vào hoạt động 1, tái hiện bảng cộng có tổng bằng 10. Các em hãy quan sát trên màn hình nhé. Cô có bao nhiêu khối lập phương? Cô có 10 khối lập phương. Cô tách khối lập phương thành 2 phần. Như vậy, bên tay trái của em có bao nhiêu khối lập phương? À, bên tay trái của em có 9 khối lập phương. Còn bên tay phải của em có bao nhiêu khối lập phương? À, đúng rồi, bên tay phải của em có 1 khối lập phương. Vậy có sơ đồ tách gộp như sau: 10 gồm 9 và 1, hoặc 10 gồm 1 và 9. Dựa vào sơ đồ tách gộp, các em hãy viết cho cô phép cộng vào vở nhé. Bây giờ, các em hãy quan sát trên màn hình, rồi so sánh và đối chiếu với bài làm của mình. Cô có 9 cộng 1 bằng 10, 1 cộng 9 bằng 10. Tương tự như vậy, cô cũng có 10 khối lập phương, cô tách ra thành 2 phần. Bên tay trái của cô có 8 khối lập phương, bên tay phải của cô có 2 khối lập phương. Như vậy, cô có sơ đồ tách gộp như sau: 10 gồm 8 và 2, hoặc 10 gồm 2 và 8. Nhìn vào sơ đồ, các em tiếp tục viết phép tính vào vở nhé. Từ sơ đồ tách gộp, ta viết được phép tính 8 cộng 2 bằng 10, 2 cộng 8 bằng 10. Tương tự như vậy, các em hãy lập các phép tính còn lại có tổng bằng 10 vào vở nào. À, các em đã làm xong rồi phải không nào? Bây giờ, các em hãy so sánh và đối chiếu kết quả của cô với bài làm của mình. Cô có 7 cộng 3 bằng 10, 3 cộng 7 bằng 10, 6 cộng 4 bằng 10, 4 cộng 6 bằng 10. 5 cộng 5 bằng 10. Như vậy, các em vừa thành lập được các phép cộng có tổng bằng 10. Bây giờ, các em cùng với cô đọc lại các phép cộng này nhé. 9 cộng 1 bằng 10, 1 cộng 9 bằng 10, 8 cộng 2 bằng 10, 2 cộng 8 bằng 10, 7 cộng 3 bằng 10, 3 cộng 7 bằng 10, 6 cộng 4 bằng 10, 4 cộng 6 bằng 10, 5 cộng 5 bằng 10. Vậy, các em có nhận xét gì về phép tính 9 cộng 1 bằng 10, 1 cộng 9 bằng 10, 8 cộng 2 bằng 10, 2 cộng 8 bằng 10? À, như các em thấy, 9 cộng 1 bằng 10, 1 cộng 9 bằng 10, các số hạng ở đây đều là 9 và 1. 8 cộng 2 bằng 10, 2 cộng 8 bằng 10, các số hạng ở đây đều là 8 và 2. Vậy, khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi. Như vậy, các em vừa thành lập phép cộng có tổng bằng 10 rồi. Để củng cố thêm kiến thức vừa học, cô và các em cùng bước sang hoạt động 2, luyện tập. Cô mời các em quan sát trên màn hình. Bài 1 yêu cầu các em làm gì? Bài 1 yêu cầu thêm mấy để được 10? Các em quan sát bài tập 1 rồi cho cô biết mỗi bảng có mấy ô vuông? À, mỗi bảng đều có 10 ô vuông. Số chấm tròn cần thêm là số ô vuông còn trống.
Các em hãy quan sát câu A và cho cô biết. Đã có mấy chấm tròn, cần thêm mấy chấm tròn nữa để đủ 10 chấm tròn? À, đã có 9 chấm tròn, cần thêm 1 chấm tròn nữa để đủ 10 chấm tròn. Tương tự như vậy, các em hoàn thành các câu còn lại vào vở trong thời gian là 1 phút nhé. Ở câu B, đã có 7 chấm tròn, cần thêm 3 chấm tròn nữa để được 10 chấm tròn. Ở câu C, đã có 8 chấm tròn, cần thêm 2 chấm tròn nữa để được 10 chấm tròn. Ở câu D, đã có 6 chấm tròn, cần thêm 4 chấm tròn nữa để được 10 chấm tròn. Như vậy, ở bài tập 1, các em đã thêm số chấm tròn để được 10. Để tiếp tục vận dụng phép cộng có tổng bằng 10, cô và các em cùng bước sang bài tập 2 nhé. Bài 2 yêu cầu các em làm gì? Đúng rồi, bài 2 yêu cầu các em điền số vào dấu chấm hỏi. Dựa vào đâu để em điền được số vào dấu chấm hỏi? À, đúng rồi, dựa vào bảng cộng có tổng bằng 10 hoặc mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ để các em điền số vào dấu chấm hỏi. Bây giờ, các em hoàn thành bài này vào vở trong thời gian là 2 phút. Các em đã làm xong bài rồi phải không nào? Bây giờ cô và các em cùng sửa bài nhé. 7 cộng mấy để bằng 10? 7 cộng 3 để bằng 10? 9 cộng mấy để bằng 10? 9 cộng 1 để bằng 10? 10 bằng 8 cộng với mấy? 10 bằng 8 cộng với 2? 10 bằng 6 cộng với mấy? 10 bằng 6 cộng với 4. Như vậy, các em đã biết dựa vào bảng cộng có tổng bằng 10 hoặc mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ để điền số vào dấu chấm hỏi. Bây giờ, cô và các em cùng tìm hiểu qua bài tập số 3 nhé. Bài 3 yêu cầu các em tính. Cô có phép tính 9 cộng 1 cộng 7. Các em hãy nêu cách thực hiện phép tính này. À, với phép tính 9 cộng 1 cộng 7, các em sẽ thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải. 9 cộng 1 bằng 10, 10 cộng 7 bằng 17. Tương tự như vậy, các em hãy thực hiện vào vở của mình các phép tính còn lại trong thời gian là 3 phút. Các em đã làm bài xong rồi phải không nào? Bây giờ các em cùng so sánh kết quả của mình với bài sửa của cô nhé. 7 cộng 3 bằng 10, 10 cộng 6 bằng 16. 6 cộng 4 bằng 10, 10 cộng 2 bằng 12. 8 cộng 2 bằng 10, 10 cộng 5 bằng 15. Với bài tập số 3 này, các em cần lưu ý cộng từ trái sang phải cho đủ chục rồi cộng với số còn lại. Cô và các em đã hoàn thành bài tập số 3. Bây giờ cô và các em cùng tìm hiểu qua bài tập số 4. Bài 4 yêu cầu các em làm gì? Bài 4 yêu cầu các em tìm hai hình nào có tổng số con chó bằng 10. Vậy, hai hình nào có tổng số con chó bằng 10? Các em hãy quan sát các bức tranh trên màn hình nhé. Cô mời một bạn nêu cho cô hai hình nào có tổng số con chó bằng 10. À, đúng rồi, hình A và hình K có tổng số con chó bằng 10. Với các hình còn lại, các em hãy tìm và nối hai hình có tổng số con chó bằng 10 đi nào. Các em có 2 phút để hoàn thành bài tập này nhé.
Cô chắc rằng bạn nào cũng đã tìm ra được hai hình có tổng số con chó bằng 10 rồi. Bây giờ, các bạn cùng quan sát lên màn hình và so lại kết quả nhé. Như vậy, để tìm được hai hình có tổng số con chó bằng 10 thì bắt đầu từ hàng trên, chọn hình A và hình K. Vì hình A có 4 con chó, hình K có 6 con chó, 4 cộng 6 bằng 10. Hoặc ở hàng dưới, chọn hình E và hình C. Hình E có 7 con chó, hình C có 3 con chó, 7 cộng 3 bằng 10. Bây giờ cô mời các em cùng sang hoạt động nối. Các em sẽ xem lại bài phép cộng có tổng bằng 10. Xem trước cho cô bài 9 cộng với một số. Như vậy, qua bài học ngày hôm nay, các em đã biết vận dụng phép tính có tổng bằng 10 để thực hiện các bài tập. Khi thực hiện phép tính cộng có nhiều số, các em cần thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải cho đủ chục rồi cộng với số còn lại. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em vào tiết học sau nhé. Cô chúc các em học tập thật ngoan và hiệu quả. Cô chào các em.